Chiến thần thánh y đường tuấn chương 2291 đáng tiếc là đã quá muộn rồi Lại có thêm hai cái tát nữa tát thẳng vào mặt hạ nam dung Anh trai cô là hạ nam phi thì đã sao Bây giờ không phải tôi đang đánh cô sao Có bản lĩnh thì bảo hạ nam phi tới đây Bốp bốp Chỉ là một con ả à, Vậy mà dám phá hoại việc tu hành của tôi Sáu cái tát liên tiếp dáng vào mặt hạ nam dung sau đó là giọng nói đầy cuồng bạo và giận dữ của Đường Tuấn. Anh rất tức giận đến mức thốt ra những từ thô tục. Khi mọi người phản ứng li ai, Đường Tuấn đã túm lấy cổ Hạ Nam Dung rồi nâng cô ta lên như một con gà con. Luận tu vi, dù có người Hạ Nam Dung cũng không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Gương mặt của Hạ Nam Dung bị đỏ sưng đến mức dường như cô ta không thể nhận ra đường nét ban đầu của mình nữa. Hai mắt tràn đầy tức giận, khó có thể tin được phẫn hận nói, anh tôi là Hạ Nam Phi, anh dám đánh tôi sao? Audio điện tử võ tấn bền. Bốp bốp. Lại thêm hai cái tát nữa. Đường Tuấn nói, Hạ Nam Phi chết tiệt, bây giờ tôi sẽ giết chết cô. Xà lão ở bên cạnh không dám động thủ, chỉ nhìn Đường Tuấn chầm chầm, trầm giọng nói, bỏ cô hạ xuống, cậu còn có đường sống. Vừa rồi phá trận, bà cũng có phần phải không? Đường Tuấn đột nhiên nhìn xà lão. Xà lão dùng mình, cơ thể lạnh ngắt, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Cho dù bị anh trai của Hạ Nam Dung nhìn thì bà ta cũng không có cảm giác như thế. Tiêu rồi, chọc phải sát tinh rồi, xà lão tự nói thầm. Bà ta cố nặn ra một nụ cười, nói, khi nãy là cô chủ quá hấp tấp, không có ý định quấy rầy việc tu luyện của ngài, cũng may ngài không có chuyện gì, nếu không tôi có chết trăm lần cũng không đền nỗi mong ngài thả cô chủ tôi xuống trước, bọn ta sẽ từ từ bồi thường cho ngài, thế nào? Đường Tuấn nói, chết trăm lần cũng không đền nổi, thế bà chết một lần là được rồi. Vừa rồi anh suýt chút nữa đã chết, xà lão nói một câu, chỉ là hấp tấp, thì muốn bỏ qua sao, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng thế được. Giọng nói đường Tuấn vừa ngưng, con người của xà lão đột nhiên co rút lại, nhanh chóng lui về phía sau. Đáng tiếc là đã quá muộn rồi bia vạn giới xuất hiện trong tay đường Tuấn, anh đập mạnh một cái, cả người của xà lão bị đập tan thành từng mảnh. Trong đám xương máu, nguyên anh của xà lão nhanh chóng bay ra ngoài. Nguyên anh của xà lão bay ra khỏi thành phố Hồng Dương, chẳng thèm quay đầu lại. chương 2292 Định Thần Châu Hạ Nam Dung càng sợ hãi hơn trước câu hỏi này, cô ta nói, tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố ý làm phiền anh tu luyện. Nếu có bất cứ điều gì ảnh hưởng đến việc tu luyện của anh, Tôi sẵn sàng bồi thường. Ha ha, muộn rồi, Đường Tuấn chế nhạo. T Vệ Võ vội la lên, "Dược Đường, cậu muốn làm gì? Cô hạ là Thiên Kim tiểu thư, cậu còn không mau thả cô ấy xuống?" Đường Tuấn liếc anh ta một cái, nói, "Nói thêm một lời, tôi sẽ lập tức đánh chết anh." Đôi môi Vệ Võ run lẩy bẩy, nhưng vẫn lấy can đảm nói, "Cậu còn dám hung dữ, nơi này là Thiên Nguyên Phường, không phải chỗ cho cậu giở trò lưu manh." đường tuấn nhìn qua thiên hòa qua thiên hòa nhắm mắt lại vệ võ hiểu ra ngay lập tức quỳ dạp xuống đất nói cậu dược tôi sai rồi đường tuấn búng tay giữa các ngón tay bắn ra một sợi chỉ vàng quấn quanh cổ vệ võ vệ võ đầu rơi xuống đất nguyên anh trong cơ thể lập tức bị tiêu diệt hạ nam dung thấy vậy cũng dùng mình sau đó một chất lỏng từ thân dưới cô ta chảy xuống đất Cô ta vậy mà lại bị dọa sợ đến mức xoắn ra quần rồi. Tôi tưởng em gái của Hạ Nam phi lợi hại thế nào chứ?" Đường Tuấn chế nhạo. Hạ Nam Dung không còn để tâm đến phong độ khí chất của mình nữa, vội vàng van xin, "Ngài tha mạng." Đường Tuấn không nói lời nào, pháp lực trong tay phun ra, dập tắt toàn bộ cơ hội sống của Hạ Nam Dung. Hạ Nam Dung chết tức khắc, trong mắt vẫn còn vẻ khó tin và hối hận. Ngay sau khi Hạ Nam Dung và Sà lão chết, những người tùy tùng còn lại chưa kịp bỏ chạy đã bị Sử Thành chủ xử lý. "Cậu dược, chuyện này đều tại tôi." Sử Thành chủ hổ thẹn nói. Cảnh giới của ông ta rất cao, đương nhiên có thể nhìn ra khí thức của Đường Tuấn có chút khác thường. Tuy rằng không biết linh hồn đã xảy ra vấn đề, nhưng cũng biết chuyện vừa rồi hẳn là ảnh hưởng đến việc tu luyện của Đường Tuấn, cho nên Đường Tuấn mới tức giận như vậy, động thủ giết người. Đường Tuấn xua tay, chương 2293, tuyệt phong lĩnh ở đâu? Xa lão gật đầu và nói, ngoài vị đó ra, còn có ai đủ tư cách để được gọi là cổ thần y? Đường Tuấn cũng nghĩ ra người đó là ai? Cổ Thiên Thanh, thầy thuốc đầu tiên của Chu Tước Tinh Vực, cùng bốn thầy thuốc của bốn tinh vực khác được gọi chung là ngũ đại thần y ở Trung ương Ngân Hà. Cổ Thiên Thanh không xuất thân từ danh môn tránh phái, mọi thứ đều do ông ấy từng bước tạo ra, có rất nhiều truyền thuyết về những việc làm của ông ấy. Trong Chu Tước Tinh vực, phàm là người theo học y thuật không ai là không biết Cổ Thiên Thanh. Có thể nói, Cổ Thiên Thanh là một huyền thoại trong Chu Tước Tinh vực. Còn đối với Định Thần Châu, nó là một bảo vật có tác dụng sưởi ấm và nuôi dưỡng linh hồn, nghe nói nó có thể chữa lành vết thương của linh hồn. Tin tức này có phải là thật không? Qua Thiên Hòa không khỏi nghi ngờ. Suy cho cùng, nó có liên quan đến một nhân vật huyền thoại như Cổ Thiên Thanh, Qua Thiên Hòa cũng có chút không dám tin. Sa lão nói, đó là sự thật, cậu chủ của chúng tôi và một số thiên tài ở phủ thành đã vội vã chạy đến đó. Cậu ấy ra lệnh cho chúng tôi lấy uẩn thần kính rồi lập tức tới đó tụ họp với cậu ấy. Uẩn thần kính này có liên quan gì đến cổ động? Qua thiên hòa cao mày. Sa lão nói, uẩn thần kính là chìa khóa để mở cổ động. Đường Tuấn hỏi, cổ động ở đâu? Nếu cổ động thực sự có một bảo vật như định thần châu, nó có thể chữa lành vết thương linh hồn của anh dù thế nào đi nữa anh cũng phải lấy được nó xà lão do dự và cuối cùng nói ở tuyệt phong lĩnh bà ta thở dài nói tôi biết mình sống không nổi cho tôi đi một cách thoải mái đi đường tuấn gật đầu và đặt ngón tay của mình lên nguyên anh xà lão chết đi mà chẳng chịu bất cứ đau đớn gì tuyệt phong lĩnh ở đâu đường tuấn hỏi qua thiên hòa trầm giọng nói tuyệt phong lĩnh là một nơi nguy hiểm trong thành bạch phong tôi nghe nói rằng ngay cả những người tu luyện hóa thần cảnh đỉnh phong cũng đã viên lạc tại nơi này cậu dược tính đi sao đường tuấn nói ta đã giết hạ nam dung hạ nam phi sẽ không bỏ qua ta đi giải quyết nhân quả này còn ngọc điều hòa thì có ích cho ta nghe vậy qua thiên hòa đưa ẩn thần kính cho đường tuấn và nói cậu dược hãy cầm lấy chiếc gương cổ này có lẽ nó có thể giúp cậu vào cổ động đường tuấn do dự một lúc nhưng vẫn nhận lấy và cảm ơn qua thiên hòa nếu như cổ động thật sự có thể giết chết hóa thần cảnh đỉnh phong, anh nhất định phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Cùng ngày, Đường Tuấn rời thành phố Hồng Dương và đến Tuyệt Phong Lĩnh sau khi biết thông tin về Tuyệt Phong Lĩnh từ chỗ sử thành chủ và qua thiên hòa. chương 2294, cái này có tính là giai đoạn 2 không? Người này là Hạ Nam Phi, là người giỏi nhất trong lớp trẻ ở Phủ Bạch Phong. Ngay sau đó, một tin nhắn khác đến. Hạ Nam Phi nhíu mày, sát khí một ngạt, anh ta lạnh lùng nói, dược đường sao? Tôi không quan tâm anh là ai, nếu anh dám giết em gái tôi, tôi nhất định sẽ giết anh. Tin nhắn nói rằng người giết hạ Nam Dung là dược đường, hơn nữa cũng có hình ảnh và khí tức. Hình ảnh có thể được làm giả, nhưng khí tức liên quan đến tu hành và không thể làm giả được. Anh Nam Phi, phải trả thù cho cái chết của Nam Dung. Nhưng cổ động sắp khởi động rồi. Ngoài chúng ta ra, đám người đoan mộc nhuệ, Bạch Lương và Nhiêu Kỳ La cũng muốn nhúng tay vào. Bây giờ rời đi thật không thích hợp. Anh Nam Phi, khi anh có được cổ động, giết người đó cũng vẫn còn kịp. Với thế lực của Phi Tinh viện, kẻ đó chắc chắn không thoát được. Phía sau Hạ Nam Phi, có người đang thuyết phục anh ta. Hạ Nam Phi do dự một chút, rồi khẽ gật đầu nói, đúng vậy. Cổ động là ưu tiên hàng đầu. Vẻ mặt anh ta dần trở nên bình tĩnh, ánh mắt trở nên sắc bén hơn anh ta trầm giọng dược đường nhất định phải chết. Đám người đoan mộc nhuệ dám giành lấy cổ động với tôi, tất cả đều phải chết. Lúc này, đường Tuấn chạy tới tuyệt phong lĩnh đồng thời kiểm tra tình hình trong cơ thể anh. Nhờ có tiên thiên thần văn chấn áp, vết thương linh hồn của anh đã tạm thời ngưng lại. Nhưng sau khi sinh vật giống rồng dung nhập vào linh hồn, thì lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Cái này có tính là giai đoạn 2 không? Đường Tuấn trong lòng tự hỏi. Dầm! trong huyệt thái dương, con dị thú màu vàng gầm lên, âm thanh tràn đầy bi phẫn và đau xót, thậm chí số lượng vòng tròn so với lúc trước còn ít hơn nhiều, tựa hồ biết tình huống của Đường Tuấn lúc này. Ngoài việc quan sát tình hình bên trong mình, Đường Tuấn dành tất cả thời gian còn lại nghiên cứu ẩn thần kính. chương 2295, cổ động khởi động rồi sao? Khi Đường Tuấn tới đây, anh không dám bay tiếp mà đáp xuống, chạy xuyên vào trong núi rừng. Tốc độ lao băng băng không chậm hơn bay bao nhiêu nhưng hệ số rủi ro lại thấp hơn nhiều. Sau khi chạy một lúc lâu, đường Tuấn cũng bắt đầu tiến sâu vào tuyệt phong lĩnh. Trên đường đi, đường Tuấn phát hiện có rất nhiều tu sĩ dường như đang đi cùng hướng với mình. Sư Huynh, nhìn xem tốc độ của người đó nhanh như vậy, hình như anh ta đang đi về hướng cổ động. Một cô gái nhỏ giọng hỏi người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông bên cạnh nhướng mày, nhìn người kia gật đầu nói có vẻ giống như chúng ta anh ta đến cổ động để nhặt báu vật anh ta không bay xem ra khí thức cũng không mạnh chắc chỉ là tu sĩ nguyên anh cảnh thôi ngoặc kép sau khi nói xong anh ta vẫy tay với người đàn ông và nói người anh em kia chắc anh cũng đang đi đến cổ động anh có muốn đi với chúng tôi không chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi có được với anh bước chân của người đàn ông hơi dừng lại sau đó bay về phía hai người họ và nói tên tôi là Dược Đường. Người đàn ông mỉm cười và nói tôi tên là Mộc Hạo, đây là sư muội của tôi, khúc tính. Chúng tôi là đệ tử của chân hỏa phái. Đường Tuấn nhanh nhẹ, anh đã nghe từ qua thiên hòa rằng chân hỏa phái là một giáo phái trực thuộc Phủ Bạch Phong, thế lực của nó tương đương như thiên nguyên phường. Cổ động khởi động rồi sao? Đường Tuấn hỏi. Mộc Hạo lắc đầu nói, vẫn chưa. Tuy nhiên, biến động từ cổ động càng ngày càng lớn, thời gian khởi động chắc cũng sắp tới rồi. Anh ta cười khổ nói, cho dù có khởi động, cũng không đến lượt chúng ta giật lấy. Cậu chủ hạ Nam Phi, Thánh tử Đoan Mộc Nhuệ và Thánh nữ nhiều Kỳ La là những cường giả xuất sắc đã chiếm giữ những vị trí tốt nhất rồi, cổ động tôi sợ nó sẽ rơi vào tay một trong số chúng. Nhưng mà cổ động là do cổ thần y để lại, nên có rất nhiều bảo vật. Chúng ta nhặt được một hai món bảo vật mà họ không để mắt tới coi như cũng hài lòng rồi. Sư huynh, anh cảm thấy có khả năng rơi vào tay ai nhất? Khúc tính hỏi. Mục hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, chắc là cậu chủ hạ Nam Phi. Tu vi của anh ta là mạnh nhất, có hy vọng lớn nhất có được cổ động. Cả ba vừa nói chuyện vừa vội vã chạy trên đường, đường Tuấn đã biết được một số tin tức từ miệng Mục hạo. Hôm nay ít nhất có bốn người có nhiều khả năng giành được cổ động, đó là Hạ Nam Phi, Đoan Mộc Nhuệ, Bạch Lương và Nhiêu Kỳ La. Trong số đó, thực lực của Hạ Nam Phi là mạnh nhất, Đạt đến giai đoạn hóa thần cảnh trung kỳ, ba người còn lại yếu hơn một chút, nhưng cũng có thực lực ở giai đoạn hóa thần cảnh sơ kỳ. Sau khi ba người bay trong rừng được một lúc lâu, một hang động thấp thoáng hiện ra trong tầm mắt của họ. Chương 2296, to gan, ai cho anh lên đây? Khi Khúc tính nghe vậy, lông mày của cô ấy nhíu lại, nói một cách bất mãn, cứ như thể anh có thể can thiệp. Không phải anh cũng là nguyên anh cảnh giống như chúng tôi sao? Xi trên đường đi, đường Tuấn cũng như bọn họ, chỉ có thể chạy chứ không thể bay. Trong tận đáy lòng, khúc tính đã mặc nhận đường Tuấn là nguyên anh cảnh. Mộc hạo cũng lộ vẻ không vui, trầm giọng nói, dược đường, để tôi nhắc lại lần nữa. Mặc dù trong cổ động có rất nhiều bảo vật, nhưng không phải thứ chúng ta có thể đụng vào. Bốn người trên, bất cứ một người nào trong đó đều có thể giết chết tất cả chúng ta. Anh ta cũng tức giận, suốt chặng đường đường Tuấn cư xử khá khiêm tốn, tại sao lúc này lại nói những lời không biết trời cao đất dày như thế đường tuấn dường như không nghe thấy tự mình đi về phía trước thấy vậy trong mắt khúc tính hiện lên vẻ khinh thường không nói thêm lời nào nữa những người xung quanh đang chờ đợi giống như mộc hạo cũng nhìn thấy hành động của đường tuấn đây là ai to gan như vậy mộc hạo anh ta đi cùng các người sao lẽ nào các người không nói cho anh ta biết sư huynh của tôi đã nói với anh ta từ lâu rồi ai biết thanh niên này lại cảm thấy bản thân mình rất ngầu quả quyết muốn đi vào trong ngay lúc này đúng là chán sống cổ động ở trên đỉnh núi không có tu vi hóa thần cảnh chỉ có thể đi bộ lên núi khi lên tới đỉnh núi đám người hạ nam phi đã phân được thắng bại rồi khi mọi người đang nói chuyện đường tuấn đã đi đến chân núi của cổ động anh ngẩng đầu lên nhìn sau đó thân hình lơ lửng trên không và nhanh chóng bay về phía cổ động. Nhìn thấy cảnh này, tất cả những người nãy giờ chế nhạo đường Tuấn đều thất kinh. Khuôn mặt xinh đẹp của khúc tính cũng tái nhợt đi, cô ta lẩm bẩm, hóa ra anh ta cũng là hóa thần cảnh. Vẻ mặt mộc hạo cũng có chút không tin, trong lòng tự nhiên thấy sợ. Vừa rồi bọn họ thực sự đã giễu cợt một tu sĩ hóa thần cảnh. Nếu đường Tuấn truy cứu, môn phái sau lưng bọn họ sẽ không thể giữ bọn họ lại được nữa. Hừm, rõ ràng là hóa thần cảnh, vậy mà dọc đường còn bắt chúng ta ra tay bảo vệ anh ta. Người này thật không biết xấu hổ, khúc tĩnh ngơ ngác một lúc, sau đó tức giận nói. Nét mặt của Mộc Hạo có chút kỳ lạ, suốt chặng đường đường Tuấn cũng chưa từng nhắc tới cảnh giới tu vi của mình. Việc nghĩ rằng đường Tuấn là nguyên anh cảnh chỉ là suy đoán của riêng họ. Nói thật, không thể trách đối phương được. Mục Hạo nhìn theo bóng dáng của Đường Tuấn đang tiến đến cổ động, tự nhủ, nhưng cho dù anh là hóa thần cảnh, muốn giành được cổ động sợ là không thể. Chương 2297, bản thân anh tự đi chết, hay là để tôi ra tay. "Giết!" một người phụ nữ mặc váy đỏ đầy sát khí nói, trong tay cầm một khẩu súng lớn. "Không biết tự lượng sức," một người đàn ông mặc áo choàng trắng nói. Trong lúc nói chuyện, bốn người họ không còn giao chiến nữa, trầm mặc nhìn Đường Tuấn. Nghe giọng điệu này, bọn họ căn bản không hề để ý tới đường Tuấn. Đúng lúc này, một thanh niên trong đám người đó đứng ra, nhau mắt nhìn đường Tuấn hỏi cậu là dược đường. Ba người còn lại cũng hơi sững sờ, Hạ Nam Phi, anh biết anh ta sao? Vốn dĩ thực lực của Hạ Nam Phi cao hơn bọn họ rất nhiều, nếu bây giờ chỉ dựa vào một hóa thần cảnh, tình thế sẽ nghiêng về một bên, cổ động coi như vô duyên với bọn họ rồi mà người vừa lên tiếng chính là hạ nam phi ngoại hình và khí thức của đường tuấn phi tinh viện đã sớm gửi qua cho anh ta biết rồi ngay khi vừa nhìn thấy đường tuấn thì anh ta đã lập tức nhận ra hạ nam phi cười khẩy nói anh ta còn không đáng để tôi biết đến nhưng mà anh ta đã giết chết em gái tôi cái gì dám giết em gái của hạ nam phi tên này đúng là đang muốn chết mà mấy người thất thanh nói hạ nam phi nhìn ba người kia anh ta trầm giọng bạch lương đoan mộc nhuệ nhiều kỳ la sao người này cho tôi các người có ý kiến gì không đoan mộc nhuệ người đang cầm thanh kiếm nói đương nhiên là được mối thủ giết em gái không đội trời chung cơ hội này đương nhiên bọn tôi sẽ thành toàn cho anh cô gái duy nhất trong số đó là nhiều kỳ la cũng lãnh đạm nói hạ nam phi mặc dù tôi với anh là đối thủ nhưng tôi và hạ nam dung cũng có chút giao tình nếu hôm nay anh không thể báo thù được cho cô ấy tôi sẽ tự mình ra tay. Người đàn ông cuối cùng là Bạch Lương cũng cất giọng nói, Hạ Nam Phi, anh cứ ra tay trước đi. Bọn tôi sẽ không thừa nước đục thả câu, đợi khi anh giết được anh ta ra, chúng ta sẽ đấu lại một trận đàng hoàng, xem ai có thể lấy được cổ động. Đoan Mộc Nhuệ nói, không sai, chỉ có Hạ Nam Phi anh mới có tư cách giao chiến với bọn tôi, đương nhiên bọn tôi sẽ đợi anh. Những tên vô danh tiểu tốt khác còn không xứng để bọn tôi liếc mắt nhìn hạ nam phi chắp tay chào ba người họ tỏ lòng biết ơn sau đó anh ta nhìn đường tuấn và nói bản thân anh tự đi chết hay là để tôi ra tay đường tuấn lắc đầu nói quả nhiên là anh em ruột bá đạo như nhau ở dưới chân núi khúc tính mộc hạo và những người khác tự nhiên nghe thấy những lời này sắc mặt đột nhiên thay đổi vãi người đó thật sự đã giết em gái của hạ nam phi à nếu hạ nam phi biết chúng ta đi cùng anh ta không biết có bị liên lụy hay không. Khúc tính trầm ngâm, không khỏi suy nghĩ. chương 2298 câm miệng. Ánh mắt đường Tuấn nhìn chăm chú, lòng bàn tay cản đại diệt tuyệt thủ ấn của hạ Nam Phi. Một luồng khí tức hủy diệt mọi thứ, đại diện cho cái chết, xuyên vào trong cơ thể đường Tuấn, nuốt chừng sinh lực trong cơ thể đường Tuấn, làm ô nhiễm pháp lực của anh. Càng đáng sợ hơn là, khí tức đó vẫn còn thấm sâu vào trong linh hồn, khiến cho linh hồn vốn đã bị thương của Đường Tuấn run lên. Sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi. Hóa thần cảnh của Trung ương Ngân Hà quả thực rất mạnh. Cho dù đó là trình độ pháp lực mạnh mẽ hay là công pháp tu luyện, cũng đều vượt xa man hoang thế giới. Đại diệt tuyệt thủ ấn của Hạ Nam Phi đã tinh thâm hơn rất nhiều, không hổ là thiên tài của Phi Tinh Viện. Ngay cả thầy Quý Đồng cũng tự hào về anh ta. Bên ngoài, Bạch Lương thở dài, Đầy xúc động nói, ở phủ Bạch Phong cùng với Hạ Nam Phi, đúng là bất hạnh của chúng ta mà. Đường Tuấn mất cảnh giác, bị một trưởng của Hạ Nam Phi đánh bật lại, đập vào sườn núi. Kết thúc rồi chứ? Bạch Lương cười nói, có thể chết trong tay Hạ Nam Phi, người này cũng chết rất đáng. Ở giữa sườn núi, khói bụi mịt mù, Đường Tuấn bay ra khỏi đó, khóe miệng có chút máu rỉ ra. Đại diệt việt thủ ấn của Hạ Nam Phi tuy uy lực không mạnh nhưng có thể nhắm vào linh hồn, điều này khiến Đường Tuấn có phần bất ngờ. Đúng rồi, Hạ Nam Phi là học trò của thầy thuốc số 1 là thầy Quý Đồng ở thành phố, nghe đám người sử thành chủ nói, Quý Đồng có y thuật tốt, ông ta biết cách chữa lành vết thương linh hồn. Hạ Nam Phi biết công pháp tấn công nhắm vào linh hồn cũng là chuyện bình thường. Sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi, những bí thuật tấn công linh hồn tuy hiếm nhưng cũng không phải là không có vì quý đồng đã có đọc qua linh hồn, có thể nghiên cứu ra loại công pháp này cũng là hợp tình hợp lý. Hạ Nam Phi đứng trong hư không chắp tay sau lưng, mỉm cười tự đắc, nói, hóa ra linh hồn của anh bị thương, xem ra không may cho anh rồi, đại diệt tuyệt thủ ấn của tôi chỉ nhầm vào anh. Anh ta cũng là một thầy thuốc có y thuật cao minh, lập tức nhận thấy sự khác lạ trong khí tức của đường Tuấn. Trong nụ cười có chút khinh thường, Hạ Nam Phi nói, cho dù linh hồn của anh không bị thương, anh cũng không phải là đối thủ của tôi. Chứ đừng nói hiện giờ linh hồn của anh đang bị thương, tôi e rằng anh cũng không chống đỡ nổi được ba chiêu. Vừa dứt lời, Hạ Nam Phi lại động thủ. Anh ta tung ra một trường, lại là đại diệt tuyệt thủ ấn. Hơi thở của cái chết lại càng dày đặc hơn khi nãy. Đường Tuấn nheo mắt lại, cũng tung ra một trường. Đại diệt tuyệt thủ ấn không thể giết được tôi đâu. Trường 2299, lĩnh vực kiếm đạo khi nói, Hạ Nam Phi cầm một thanh kiếm trong tay. Đoan Mộc Nhuệ bị Hạ Nam Phi mắng, trong lòng vẫn là có chút không vui. Nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm trong tay Hạ Nam Phi, vẻ mặt anh ta đột nhiên thay đổi, thất thanh, anh ta lại dùng kiếm rồi. Bạch Lương khẽ cao mày nói, đại diệt tuyệt thủ ấn của Hạ Nam Phi rất mạnh, nhưng tôi chưa từng nghe nói qua kiếm pháp của anh ta. Đoan Mộc Nhuệ, anh được thế hệ trẻ của thành phố Bạch Phong công nhận là cao thủ kiếm thuật số 1. Hạ Nam Phi dùng kiếm, chưa đến mức khiến anh kinh ngạc như thế. Đoan Mộc Nhuệ lắc đầu, thở dài nói, đó là trước đây. Anh ta lộ ra một nụ cười chua chát, chỉ một năm trước, tôi đã từng thi kiếm thuật với Hạ Nam Phi. Bạch Lương cân nhắc một hồi, mới nói, một năm trước, Hạ Nam Phi còn ở hóa thần cảnh sơ kỳ. Chẳng lẽ anh đã thua rồi? Đoan Mộc Nhuệ cười khổ nói, không chỉ là thua, tôi còn thua một trận thảm hại. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tu vi kiếm đạo của hạ Nam Phi lại kinh khủng như vậy, thậm chí còn không có sức để chống trả, từ đầu đến cuối đều bị kiếm thế của anh ta chèn ép áp đảo. Anh ta nhìn hạ Nam Phi trên sân, lắc đầu nói, không cần phải xem nữa. Hạ Nam Phi đã dùng kiếm, trận chiến cũng sắp kết thúc rồi. Bạch Lương và Nhiêu Kỳ la im lặng một lúc, những lời này nếu là do người khác nói ra, bọn họ sẽ không cảm thấy gì, nhưng là đoan mộc nhuệ, người được bọn họ công nhận là thiên tài số một về kiếm thuật đã chính miệng nói những lời này. Trong lúc mấy người đang bàn tán, Hạ Nam Phi đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Lấy Hạ Nam Phi làm trung tâm, một luồng khí thức vô cùng mãnh liệt tỏa ra, phạm vi lan ra 10 cây số. Bạch Lương và nhiều Kỳ La Thất Thanh, lĩnh vực kiếm đạo. Đoan Mộc Nhuệ cười khổ nói, đúng vậy, Hạ Nam Phi đã lĩnh ngộ lĩnh vực kiếm đạo rồi. Về lĩnh vực này, anh ta gần như là bất khả chiến bại. Bạch Lương và Nhiêu Kỳ La nhìn Đoan Mộc Nhuệ nói, anh bại cũng không uổng. Hai người đều không khỏi cười khổ nói, tôi vốn là muốn cùng Hạ Nam Phi tranh giành cổ động này. Xem ra, cho dù ba người chúng ta liên thủ, chúng ta cũng không phải là đối thủ của anh ta. Đường Tuấn khẽ nhướng mày, trong không gian chung quanh, những luồng khí tức hung hãn kia tiếp tục áp chế anh. Đột nhiên, Đường Tuấn lại mỉm cười. Chương 2300 cảnh tượng này ẩn chứa đầy kỳ lạ. Hạ Nam Phi tỏ vẻ kinh hãi nói, sao anh vẫn có thể cử động được? Không đợi anh ta suy nghĩ xong, Đường Tuấn đã vung kiếm xuống. Ầm. Uhm. Lĩnh vực kiếm đạo vốn là niềm kiêu hãnh của Hạ Nam Phi trực tiếp sụp đổ. Trong ánh mắt kinh hãi của Hạ Nam Phi, một thanh kiếm khí uy nghiêm từ trên trời rơi xuống, lập tức lao đến trước mặt anh ta. Như thể một lưỡi dao sắc bén đang cắt đậu phụ không có bất kỳ một âm thanh nào. Rắc. Kiếm linh trong tay đường Tuấn bị áp đảo, nứt ra thành những đường mảnh. Đường Tuấn lắc đầu, ném kiếm linh đi. Mặc dù kiếm linh này là một linh khí, nó không thể chống lại được sức mạnh của anh. Anh liếc nhìn đám người hạ Nam Phi và đoan mộc nhuệ, sau đó lại bay lên. Bạch Lương thấy vậy vội la lên, hạ Nam Phi, anh đang làm gì vậy? Nhiều kỳ la khẽ cao mày, định ngăn đường Tuấn lại lúc này đoan mộc nhuệ nói các người muốn chết sao nhiều kỳ la và bạch lương nhìn sang sau đó họ mới nhận ra sắc mặt đoan mộc nhuệ vô cùng tái nhợt toàn thân run rẩy không ngừng ngay cả giọng nói cũng giống như thế đoan mộc nhuệ anh bị sao vậy bạch lương hỏi nhiều kỳ la nói những lời khi nãy của anh là ý gì đoan mộc nhuệ chỉ vào hạ nam phi đang bất động trên kia nói các người nhìn kỹ lại xem Bạch Lương và Nhiêu Kỳ La đều nhìn sang. Giác. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 2300.